Khi làm tờ khai bổ sung thì em sẽ chỉ điền cho chị tìm nhìn trên phần mềm MISA nhá, xem có giảm thuế không. Không có giảm thuế thì thôi, khỏi phải làm phụ lục 43 nhá. Thì em sẽ xóa cái này đi, xóa phụ lục này. Rồi thì bây giờ chỉ nhìn vào tờ khai thôi. Đó, em nhìn cho chị đi, chỉ tiêu mua vào bán ra, những cái chỉ tiêu liên quan đến mua vào bán ra sai ở đâu thì sửa ở đó nhá. Nhìn trên MISA để mình điền vào. Rồi tí nữa sẽ cập nhật tăng giảm sau. Mình lưu ý cho chị nhé, cái chỉ tiêu 22 này này, tên MISA là số 317 thật đúng không, nhưng mà theo cái tờ khai lần đầu của em á đang là bằng không. Bằng không như thế này thử kiểm tra lại cho chị là quý 4 năm 2021 nhá, chỉ tiêu 43 của mình là bằng bao nhiêu thì mới quyết định được sửa cái chỉ tiêu 22 này. Còn nếu mà quý 4 năm 21 của em là chỉ tiêu 43 là bằng bao nhiêu? Bằng không chị ạ. Bằng không thì lên đây chỉ tiêu 22 luôn luôn phải bằng chỉ tiêu 43 tờ khai lần đầu quý trước liền kề nhá. Vâng, em hiểu chỗ này chưa, chứ không được sửa liên hoàn như thế đâu. Còn cái phần tăng giảm yên tâm là sau này sẽ có chỉ tiêu 37, 38 để mình kê vào cái quý hiện tại mình phát hiện ra sai sót là quý 4 năm 2023 này này. Dạ. Em hiểu chưa? Thế thì không điền nhá. Khi làm tờ khai bổ sung thì em sẽ chỉ điền cho chị tìm nhìn trên phần mềm MISA nhá, xem có giảm thuế không. Không có giảm thuế thì thôi, khỏi phải làm phụ lục 43 nhá. Thì em sẽ xóa cái này đi, xóa phụ lục này. Rồi thì bây giờ chỉ nhìn vào tờ khai thôi. Đó, em nhìn cho chị đi, chỉ tiêu mua vào bán ra, những cái chỉ tiêu liên quan đến mua vào bán ra sai ở đâu thì sửa ở đó nhá. Nhìn trên MISA để mình điền vào. Rồi tí nữa sẽ cập nhật tăng giảm sau. Mua vào đây rồi, em cập nhật hết cái con số này vào đi. Đúng rồi. Bên HTKK nhá. 4163636. À kết đúng không? Được. Chỉ tiêu 25 nữa nhá. 25 bằng 24 nhá. Rồi bây giờ mình tăng giảm cái đầu kỳ vào đúng không? 300. Khoan để chị sẽ hình như là bán ra em không có à? Bán ra không chị ạ. Chưa đúng không? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ bằng cách để nó cập nhật tăng giảm á, thì em sẽ nhấn cho chị ở đây này. Đây, nhấn cho chị chữ tổng hợp KHBS. Đúng rồi đây ạ. Đúng rồi, tổng hợp KHBS là kê khai bổ sung đấy. À, muốn là kê khai bổ sung thì làm phải ấn vào đây đúng không? Đúng rồi. Ấn vào đây để cho nó cập nhật tăng giảm vào bên phụ lục giải trình như này. Sau khi tổng hợp KHBS thành công em đóng lại thì khi em sang cái chỗ giải trình này, cái 01-1 KHBS này là bản giải trình khai bổ sung nhá. Giải trình khai bổ sung này, KHBS là khai bổ sung đấy. Thì mình sẽ nhìn xem, nhìn ở đây là mình sẽ biết mình đã chỉnh những chỉ tiêu nào rồi. Bao gồm là 23, 24, 25 này. Số cũ là bằng, số đã kê khai bằng 0, số điều chỉnh mới là tăng lên đây. Thuế sẽ tăng theo và cuối cùng mình nhìn chỉ tiêu 43 hoặc 40 nhé. Sau khi bổ sung xong mình nhớ là nhìn chỉ tiêu 40 hoặc 43. Nếu như mà 43 tăng hoặc giảm thì nó sẽ ghi ở đây, đúng không? 40 cũng thế. Nhưng mà nếu mà 40 mà trường hợp mà tăng thuế phải nộp lên thì em nhớ để mà đi nộp tiếp vào ngân sách nhà nước cái số tiền chênh lệch đấy, đấy chưa? Còn cái 43 tăng giảm thì mình mới kê vào cái chỉ tiêu 38 hoặc 37 của kỳ hiện tại nhá. Thì như vậy ở đây là mình đang bị tăng 508.000 này, 182 đồng đúng không? Đúng chưa? Rồi, còn tí nữa là mình sẽ ghi con số này vào bên cho chị một cái file Excel đi, ghi con số thống kê ra ấy, để sau này cái 508 này em sẽ điền vào chỉ tiêu 38. Về cơ bản thì nguyên tắc là sẽ được điền vào chỉ tiêu 38 tờ khai lần đầu quý 4 năm 2023, bởi vì hiện tại đang là quý 4 năm 2023. Nhìn sơ bộ về cái 38 ở đây này em này, là điều chỉnh tăng giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước chuyển sang ấy, đúng không? Thì 38 là điều chỉnh tăng, thì tí nữa em sẽ làm tờ khai quý 4 em tự điền vào đây. Thế là em sẽ cộng dồn cái cần điền không? Cái đúng kỳ rồi. Này là... Bây giờ tí nữa em sẽ mở Excel lên để kê vào nhá. Còn để hoàn thiện cái tờ khai bổ sung này ấy, đây thì em sẽ điền cái mã giao dịch điện tử vào đây. Lên hệ thống thuế điện tử tra cứu cái mã giao dịch điện tử, copy vào đây để hoàn thành cái phiếu này. Sau đó chị sẽ cho mình kê ra Excel. Bởi vì từ năm 22 có thể mình sẽ bị sai nhiều tờ hóa đơn ấy, nhiều quý. Thì em cộng gộp lại chứ không cần phải là từng quý đâu. Bởi vì từ năm quý 1 năm 22 đến quý 4 năm 23 ấy, mình có nhiều kỳ, có thể mình sẽ bị sai làm tờ khai bổ sung của nhiều kỳ, mình cộng dồn lại để điền vào 37, một loạt 37, một loạt 38, cộng hai chỉ tiêu đấy vào nhá. Rồi bây giờ em tra cứu mã giao dịch điện tử để điền vào đây nhá. Cái tra cứu này lên thuế hả chị? Đúng rồi, thuế điện tử em có ID pass đúng không? Đăng nhập bình thường. Rồi em vào khai thuế, chọn tra cứu tờ khai. Chưa có tờ khai à? Rồi. Quý 1 năm 22 đây đúng không? Có hai tờ chính thức à? Hơi giá trị gia tăng đây nhá, nhớ chọn cho đúng nhá. Đây là mã giao dịch điện tử đây này, cái dãy số này này, copy vào nhá. Copy đầy đủ mười mấy số vào. Ở đây. Để thuế biết là mình đang bổ sung cho cái mã giao dịch điện tử nào ấy. Chị ơi, em chụp. Nhấn ghi nhá. Em nhớ ghi cho chị con số tăng giảm 500.000 đấy ra, để tí nữa kê vào Excel, kê vào Excel để mình cộng dồn ấy. Rồi em kết xuất cái file XML để XML để em lưu trữ chờ đấy cho chị nhá. Chưa nộp ngay, mình sẽ bổ sung tất cả các kỳ đều nộp một lượt luôn để còn kiểm tra đúng sai nữa. Kết xuất XML đi.